Quý bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường phân bón và lúa gạo. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông. Thưa bà con, ghi nhận lúa gạo hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2024 tại thị trường trong nước duy trì ổn định so với hôm qua. Tại các địa phương, nguồn lúa còn ít, đa phần lúa đã được cọc. Giao dịch lúa khô lai rai, bạn hàng có lúa trữ chào giá cao. Trên thị trường gạo, gạo đẹp kho mua khá, giá tăng. Theo đó, với mặt hàng lúa, hôm nay giá lúa duy trì đà đi ngang. Tại An Giang, giao dịch lúa mới ít, đa phần lúa đã được cọc. Tại Kiên Giang, lúa trong Manica lượng về giảm nhiều, kho mua lúa mới. Tại Đồng Tháp, nhu cầu mua lúa khá nhưng nguồn còn rất ít. Cụ thể, lúa đông xuân khô được chào giá cao. IR50404 khô 9.100 đến 9.300 đồng ký. OM380 khô 9.000 đến 9.100 đồng ký. OM18 khô 9.300 đến 9.400 đồng ký. Đài Thơm 8 khô 9.300 đến 9.400 đồng ký. ST21 khô 11.000 đến 11.100 đồng ký. ST24 khô 11.500 đến 12.000 đồng ký. Mặt khác, với mặt hàng lúa tươi, giá không có biến động. Do nguồn thu hoạch lúa đông xuân còn ít, chỉ khoảng 178.453 hecta lúa đang chín nên giá có xu hướng tăng. Cụ thể như sau: OM18 7.800 đến 8.100 đồng ký, OM5451 ở mức 7.600 đến 7.900 đồng ký, Đài Thơm 8 giao động quanh mốc 8.000 đến 8.200 đồng ký, IR50404 7.700 đến 7.900 đồng ký, Nàng Hoa 9 giao động từ 8.300 đến 8.500 đồng ký, OM380 duy trì ổn định quanh mức 7.500 đến 7.700 đồng ký, DS1 7.500 đến 7.600 đồng ký, RVT 7.900 đến 8.100 đồng ký, ST24 9.100 đến 9.300 đồng ký, nếp Long An tươi 7.800 đến 8.000 đồng ký, nếp An Giang tươi 7.000 đến 7.200 đồng ký. Trên thị trường gạo, tại các địa phương hôm nay lượng gạo về ít, gạo đẹp kho mua khá, giá tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 10.950 đồng đến 11.050 đồng ký, gạo thành phẩm IR504 duy trì ổn định quanh mức 13.450 đồng đến 13.500 đồng ký. Với mặt hàng phụ phẩm, giá không có biến động. Theo đó, giá tôm IR504 duy trì ổn định ở mức 10.700 đến 10.800 đồng ký, cám khô dao động quanh mốc 4.700 đến 4.750 đồng ký. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc 14.000 đến 15.000 đồng ký, gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng ký, gạo Nàng Nhiên 26.000 đồng ký, Thơm Thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng ký, gạo Hương Lại 21.000 đồng ký, gạo Thơm Đài Loan 20.000 đồng ký. Thống kê của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, hiện nguồn lúa tươi cho vụ đông xuân còn ít, trong khi đó vụ hè thu diện tích lúa cho thu hoạch thậm chí là trổ chín chưa nhiều, nên từ đây đến cuối tháng 4 năm 2024, giá lúa tươi chắc chắn sẽ tăng lên. Đặc biệt, mới đây Indonesia công bố mở gói thầu 300.000 tấn gạo. Đây là cơ hội rất lớn cho ngành hàng lúa gạo của nước ta. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 576 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 554 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm 480 đô la Mỹ một tấn. Bản quyền thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá lúa sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương và chủng loại lúa cũng như chất lượng lúa. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo loại 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện duy trì ở mức dưới 580 đô la Mỹ một tấn, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, một số thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam cũng đang có xu hướng giảm nhập khẩu hoặc đa dạng hóa nguồn cung, dự báo nguy cơ thu hẹp thị trường xuất khẩu là rất lớn. Do đó, đòi hỏi ngành lúa gạo cần sớm có định hướng mới trong vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến đây, bản tin podcast về thị trường phân bón và lúa gạo đã kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.